Khi ấy Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà, các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dùng ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù, gương xấu, mà mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa. Kính thưa cô bạn chị em, nhà văn Alexandre Sonnay Sinis, sau một thời gian dài ông phải ở trong trại cải tạo tập trung của Đức Quốc xã, thì ông rút ra một cái kinh nghiệm như thế này: đường phân chia giữa tốt và xấu không nằm ở giữa các quốc gia, các giai cấp hay các đảng phái chính trị, mà ngay trong lòng mỗi người chúng ta. Thưa quý bà anh chị em, giống như Đức Phật cái hỏi đệ tử đâu là chân lý, thì có người bảo khi nào mình nhìn rõ đằng xa kia là cây xoài, rồi nó nhìn rõ là con trâu hay con bò. Đức Phật bảo khi nhìn rõ nguyên cái xoài mắc trong túi ra. Thưa cộng đoàn thành phố, trong tin mừng ngày hôm nay, khi các môn đệ không hiểu về cái dụ ngôn cỏ lùng mà lúc Chúa rao giảng cho muôn người, thì các ông về nhà lấy cớ là môn đệ thân tình với Thầy để xin Thầy giải nghĩa cho. Và Chúa Giêsu đã giải nghĩa cho các ông thấy được Thiên Chúa, Ngài là người cha nhân học, Ngài rất nhẫn nại và Ngài kiên nhẫn, Ngài sẵn sàng chấp nhận sự pha trộn giữa tốt và xấu, Ngài chấp nhận giữa cỏ lùng và lúa ở trên đồng ruộng, giống như Ngài cho mưa cho nắng xuống trên kẻ lành cũng như kẻ dữ, Ngài không loại trừ một ai. Thời còn được trần thế, Thiên Chúa cho người lành kẻ dữ sống chung với nhau, như cỏ lùng mọc lên ở trong ruộng lúa mì xanh tốt cho đến ngày tận thế thế nào, thì kẻ dữ vẫn ở với người lành như vậy. Tuy nhiên trong cuộc gặp thì người ta sẽ phân biệt, cỏ lùng thì bị quăng vào lửa, lúa thì được phun vào kho lạnh. Ngày tận thế thì người lành mới được tách biệt khỏi kẻ dữ. Thưa quý ông bà anh chị em, và đây chính là cái thời gian ân huệ của Thiên Chúa tỏ lòng nhân hậu của Ngài, để Ngài thi ân và tạo cơ hội cho những kẻ dữ có cơ hội để hối cải, để ăn năn, để trở về với lòng thương xót và tình thương của Thiên Chúa. Thời gian mà Thiên Chúa vẫn để cho kẻ xấu và kẻ tốt sống chung cũng là cơ hội để cho kẻ tốt được phát huy những cái tốt của mình, để rồi mình
tôi luyện và được thanh luyện, trở nên tốt hơn, trở nên thiện hảo hơn như cha chúng ta là đấng thiện hảo ở trên trời. Thời gian mà Thiên Chúa để cho cộng đồng với lối sống chung với nhau, đó cũng là thời gian ân huệ mà Thiên Chúa mong muốn để cho kẻ dữ biết chết đi cho con người cũ, để mặc lấy con người mới trong tâm tình tín thác vào Đức Giêsu Kitô, đứng đã chết cho nhân loại được sống và sống dồi dào. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu ngài mời gọi mỗi người chúng ta hãy đi vào lòng khoan dung của Thiên Chúa, nghĩa là chúng ta biết chấp nhận những cái khác biệt của hai nhau, chúng ta biết chấp nhận những cái giới hạn của anh chị em mình, bởi vì chính chúng ta cũng chưa phải là hoàn hảo, chính chúng ta cũng chưa phải là tốt lành, nhưng tại sao chúng ta lại cứ đòi hỏi người khác? Nó như thế không phải chúng ta để mặc những anh chị em ở trong cái sự xấu, ở trong cái sự dữ. Nhưng chính khi anh chị em càng ở trong sự xấu, càng ở trong sự dữ, càng ở trong cái kiêu căng, càng ở trong cái cố chấp, càng ở trong cái tôi, thì mỗi người chúng ta là được mời gọi hãy nên hoàn thiện của mình, để rồi nhờ qua sự hoàn thiện của những anh chị em thì những người khác được hưởng nhờ bởi đức tin có sự liên đới. Thưa quý ông bà anh chị em, biết chấp nhận những khác biệt, những lỗi lầm, cũng mời gọi chúng ta phải biết tha thứ. Biết tha thứ lỗi lầm của người khác như chính Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta và chấp nhận tội lỗi của chúng ta. Con này á, các bạn nghe trong ca đoàn Anna, con nói đùa, bà ngoại của Đức Maria, bà ngoại Chúa Giêsu để thăm con gái Maria tình đau. Đầu khi chúng ta vẫn nghĩ theo Chúa để cho có sự dữ xảy ra, và theo chúng ta tay căng thì được. Rồi chúng ta nghe thấy bà ôi những cái lời mà xúc phạm Đức Thần Thánh để con đứng này những kia có đáng đời. Có lẽ Chúa mẹ không phải để thoát đâu, mà ở đó để thể hiện cái kiên nhẫn, cái lòng yêu thương con người và tình thương kiên nhẫn của Thiên Chúa vẫn chờ đợi con người. Và đối với Thiên Chúa, ngài luôn luôn rút tỉa những điều lành từ ngay trong sự dữ. Ngài tạo đường thẳng từ ngay trong đường cong. Thưa quý ông bà anh chị em, mỗi người chúng ta ai là người hoàn thiện, ai là người vô tội đâu, ngoại trừ của Đức Trinh Nữ Maria đã được Thiên Chúa ban đặc ân dựa trên nền tảng mẹ Thiên Chúa cho nên vô nhiễm nguyên tồn. Còn tất cả chúng ta đều là sinh ra trong sự tội, và đã là trong sự tội thì chúng ta có những lỗi lầm, có những sự khác biệt. Thế thì Thiên Chúa đã chấp nhận chúng ta, ngài cũng mời gọi chúng ta hãy chấp nhận, nhất là trong đời sống gia đình, vợ chồng, con cái. Bàn tay chúng ta có ngón dài, ngón ngắn, nó mới tạo ra một bàn tay. Gia đình cũng thế. Điều quan trọng làm sao để chúng ta nhận ra được ý của Thiên Chúa. Chúng ta đủ ơn để chúng ta chấp nhận thánh giá. Chúng ta chấp nhận những điều mà Chúa muốn mời gọi chúng ta để rèn luyện, để thanh luyện cuộc đời, để tiến lên sự hoàn thiện mà Chúa ước mong để tất cả chúng ta đều được quy tụ về chiếc sự sống vinh quang của Thiên Chúa. Trước tiên con người chúng ta không thể, nhưng nhờ ơn Chúa, nhờ lời mẹ chuyển cầu, chúng ta dám khiêm tốn để nhận ra những cái giới hạn lỗi lầm của mình. Và chúng ta khi sẵn sàng nhận ra lỗi lầm của mình thì chúng ta cũng sẵn sàng chấp nhận những khiếm khuyết và sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm thiếu sót của người khác. Chỉ khi ấy chúng ta mới thực sự là những con người để lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy
chúng ta phải sống tinh thần mà Chúa mời gọi, mà chính ngay như Đức Maria mẹ thương đau, mẹ chúng ta, mẹ cũng đã sống, mẹ vẫn đứng, vẫn hiện diện để nhìn ngắm cả những con cái ngỗ nghịch, hay cả những người con đang bê trễ, hay cả những người con đang khao khát tốt lành. Chúng ta xin mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho những người chúng ta đủ ơn để nhận ra mình, nhận ra anh em và nhận ra tình Chúa.